Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới Nhất. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất và chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi một dị tượng lạ mang thảm họa khôn lường tàn phá đất nước này chỉ trong tích tắc. Theo đó, một cảnh tượng siêu hiếm về cổng trời có sức hút như một nam châm khổng lồ rồi xà xuống như một con quái vật đã thu hút mọi thứ dưới mặt đất như nhà cửa, gia súc lên không trung rồi biến mất dạng. Đã có ít nhất 525 người dân bị hút lên trời rồi mất tích trong đám mây, khiến ai nấy đều hoang mang và lo sợ. Cũng theo hãng tin China Daily cho biết, cảnh tượng hãi hùng như bộ phim khoa học viễn tưởng này đã xảy ra ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Thái Xuyên, phía tây nam của Trung Quốc vào lúc 17 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương. Người dân chứng kiến kể lại, lúc đầu họ nhìn thấy một hình khói đen xuất hiện trong đám mây kèm theo tiếng động như tiếng sấm sét và nó tựa như cổng trời, kiểu hố đen. Hố đen ngày càng mở rộng thì bầu trời bắt đầu nổi những trận cuồng phong, mây đen khổng lồ bắt đầu xoáy theo vòng tròn, tạo ra một cái cổng vô cùng lớn. Chúng xả xuống càng lúc càng gần, chỉ cách đầu người khoảng vài mét. Với cái miệng lớn, chúng hút toàn bộ nhà cửa, cây cối, xe cộ và hàng trăm người dân ở thị trấn này. Kể về trải nghiệm đáng sợ của mình, một nhân chứng giấu tên cho biết, tôi nhìn thấy mọi thứ hình vuông, đó là một thứ rắn chắc, khổng lồ, có thiết kế xung quanh và dao động nhẹ. Nó vận hành như một cái máy hút, anh và người khác la hét và chạy tục mạng để tránh cái vòi rồng của nó. Rất may mắn là thoát nạn. Tờ CCTV cho biết thêm, sau khi cày xới và hút mọi thứ no nê cái bụng, thì hố đen này nhanh chóng rút về và biến mất, để lại những cơn mưa tầm tã sau đó. Cảnh tượng sáng nay cho thấy mọi thứ hỗn độn, ngổn ngang, những ngôi nhà bị nó hút chỉ còn trơ móng, những cây to thì để lại những cái hố sâu. Người dân đã nhanh chóng gửi video và ảnh mình chụp được cho các nhà điều tra. Các chuyên gia cho biết đó rất có thể là một UFO hình khối 3 chiều khổng lồ. Từ những gì mà hình ảnh ghi lại thì nó cũng giống như một cái cổng trời kiểu hố đen. Việc tự dưng xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc cho thấy đây không phải là một thứ do con người tạo ra. Trong khi đó thì cư dân mạng cho rằng, chúng tôi biết những điều rất kỳ lạ xảy ra ở đây, liệu có phải giới chức Bắc Kinh đang thử nghiệm một công nghệ hố đen nào đó? Điều này trông giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng đến sáng nay người ta lại bàng hoàng khi xuất hiện sự có mặt của hàng chục nghìn con cua lông đỏ thay nhau lồm cồm bò ra từ hang động gần đó thành từng bầy đông đúc. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, điều gì đã thu hút những con cua lông đỏ này và nó bò ra từ đâu? Cư dân mạng thì đưa ra nhiều đồn đoán dị tượng xuất hiện như vậy. Thời gian sắp tới, ắt sẽ có đại sự phát sinh. Hiện người ta cũng tìm hiểu sự liên kết giữa sự xuất hiện của cổng trời, hàng triệu đàn cua này. Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng này và đều không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy được cảnh tượng như thế, nó thực sự gây sốc. Đây chắc chắn là một điểm báo của một vụ động đất hay thảm họa nào đó rất khủng khiếp sắp giáng xuống Trung Quốc. Tuy nhiên, để trấn an người dân thì nhân viên của văn phòng khí tượng và động đất địa phương ngay lập tức nói rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Cua xuất hiện từng đàn là tập tính của di cư khi có sự thay đổi nhiệt độ, không liên quan gì đến cổng trời. Trung Quốc liên tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên lẫn nhân tạo, cùng với các dị tượng thiên nhiên hiếm gặp. Hiện giới chức Bắc Kinh điều hàng ngàn trực thăng và quân lính để tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa cổng trời. Và diễn biến tiếp theo của vụ việc kinh hoàng này, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật gửi đến quý vị trong những bản tin kế tiếp. Kính thưa quý vị thân mến, tiếp tục trong bản tin ngày hôm nay, xoay quanh thông tin kỳ lạ về cuộc di cư với quy mô lớn của các loài rắn và cóc ồ ạt đổ xô về con đập Tam Hiệp nói riêng và toàn bộ thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc nói chung. Báo hiệu điểm không lành sắp xảy ra khiến người dân quanh đập Tam Hiệp tiếp tục sống trong sự hoang mang tột độ. Vì đây rất có thể là điểm báo về sự cố vỡ đập bởi một trận động đất. Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng qua, người dân và quân đội tuần tra bảo vệ đập Tam Hiệp vô cùng kinh hãi khi chứng kiến hàng triệu con cóc bu đen toàn bộ thân đập và nền đập. Nhìn từ xa, người ta dường như không còn nhận ra đó là một đập nước nữa, mà đó là một thứ gì đó đang chuyển động. Trong khi hồ chứa Tam Hiệp thì như biến thành một cái ao khổng lồ với hàng triệu con rắn lạ và có cái đầu hình tam giác nhúc nhích ở phía dưới. Nhưng có một điều kỳ lạ là những đàn rắn này không ngừng đâm húc vào thân đập, trong khi nhiều con khác tự cắn xé đồng loại, nhiều con trong số đó bị thương hoặc chết nổi trên mặt nước. Còn đàn cóc thì trong tình trạng tương tự, nhiều con bám vào vị trí cao của đập Tam Hiệp cùng nhảy xuống dưới nền đập và bị thương. Dường như chúng đang cố gắng để tự sát khiến ai nấy cảm thấy đều kinh hãi. Các nhân chứng cho biết số lượng cóc và rắn nhiều đến nỗi chúng còn lũ lượt đổ ra các khu dân cư gần đó, đặc biệt là các con đập vẫn đang xả lũ. Những đàn cóc và đàn rắn cuốn theo dòng nước lũ chảy vào nhà dân và đường xá. Trong các hình ảnh và video được người dân ghi lại cho thấy, hàng trăm nghìn con cóc và rắn cũng từ con đập Tam Hiệp tràn ra khắp nơi trên con đường ở thị trấn Tam Đầu Bình. Nhiều người bị mắc kẹt qua lại đè chết, có con thì bị người đi đường dẫm chết. Số lượng cóc và rắn vô cùng lớn khiến cho một số dân chúng trong làng cho rằng đây là điểm báo xấu. Những con rắn này có chiều dài trung bình thân từ 60 đến 110 cm. Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được loài rắn này
song chúng có khả năng gây nguy hiểm cho con người. Thông tin cho biết, hiện người dân sinh sống ở Tam Đảo Bình đã tự phát lập một trạm chữa rắn khẩn cấp. Trạm hoạt động 24/24 giờ trong ngày. Tính đến 9 giờ sáng nay đã có 25 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có 5 trường hợp bị nặng và phải chuyển lên bệnh viện cứu chữa. Nói về sự bất thường của góc quả rắn thì các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Động đất tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây nói rằng góc vỏ rắn có khả năng cảm nhận được động đất trước 5 ngày và cách chúng khoảng 120 km. Vì số lượng quá nhiều nên chính quyền Trung Quốc đang cho người phun chất hóa học trước sự hoang mang của người dân, vì cho đây là điểm báo động đất rất lớn, thậm chí có thể khiến con đập Tam Hiệp bị vỡ. Đó là lý do vì sao mà góc vỏ rắn lại ồ ạt xuất hiện ở đập Tam Hiệp như vậy, bất chấp thời tiết đang vô cùng lạnh giá. Như vậy, trong khi vẫn chưa rõ lắm về cơ chế cảm nhận động đất, nhưng người dân đại lục đều quyết định tin còn hơn là không, khi trong quá khứ cũng từng xảy ra những hiện tượng tương tự. Vào năm 2008 thì trận động đất khủng khiếp xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã có các dấu hiệu báo trước, nhưng mọi người không hiểu các tín hiệu báo động của động đất, các tín hiệu của thiên nhiên cũng bị bỏ qua. Từ giữa tháng 4 năm đó, mặt hồ nước gần thành phố Ân Thi đã biến mất hoàn toàn, nơi này cách tâm chấn khoảng 500 km. Hiện tượng này được biết đến từ thời cổ đại, nước trong các giếng đột ngột biến mất. Hiện tượng được ghi nhận từ 10 đến 20 ngày trước khi xảy ra một trận động đất mạnh. Sau đó, 3 ngày trước trận động đất, hàng ngàn con ếch đã xâm chiếm các đường phố của thành phố Miên Trúc. Theo quan niệm của dân gian, đây là điểm báo xấu. Trước thảm họa thiên nhiên, cư dân địa phương cũng đã cảnh báo các nhà chức trách. Tờ báo Tây Hoa Đô Thị thậm chí dành riêng một bài viết về hiện tượng kỳ lạ này, nhưng các nhà chức trách đã nhanh chóng trấn an dân chúng và Miên Trúc đã bị thiệt hại nghiêm trọng với hơn 2.000 nạn nhân. Hành vi của động vật trong trường hợp động đất, những loài dự cảm trước thảm họa, hầu hết các biên niên lịch sử thời Trung Cổ đều đề cập đến động đất, đều nói rằng trước khi thảm họa xảy ra, một số loại động vật có cư xử kỳ lạ, chó hú một cách vô thức, mèo chạy trốn, các loài khác có dấu hiệu bất an. Mỗi loài theo cách riêng của mình, người nông dân thường được cảnh báo rõ rệt nhất bởi vì ngựa, bò, gà cảm nhận được động đất. Trận động đất xảy ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2004 ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi Thái Lan, có 12 con voi được đào tạo để đưa khách đi dạo trên bãi biển đã trở nên bị kích động và ồn ào. Vài giờ trước khi đại hồng thủy xảy ra, chúng đột nhiên chạy ra khỏi bãi biển cùng với du khách hướng tới vùng đất cao hơn. Bằng cách này, những con voi đã cứu mạng được những du khách mà chúng vận chuyển. Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp được báo cáo với kết luận của các nhà khoa học, bởi vì rất khó để nghiên cứu một cách nghiêm ngặt hành vi của động vật với trường hợp động đất. Tình huống thực tế không thể dự đoán. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới Nhất.